Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất là thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em đi tuyển được cho anh em một bé chim hai vụ của dân. Hàng khủng long anh em nhé, hàng siêu to khổng lồ luôn. Nó to như con chim chích chòe luôn anh em ạ. To, dài, màu đinh. Lết lắc cực kỳ dẻo luôn. Nó lắc cầu cực kỳ dẻo. Chim thì hiện tại con chim này là dân đang cho ăn cám tổng hợp anh em nhé, cám ba vì. Cám 8.000 nửa cân ấy. Một bé chim sạch tinh luôn, chưa khai thác, chưa được rèn rũa một tí gì cả. Gọi là anh em dân người ta mới gọi là chỉ treo gọi đấu đá với nhà lọ với nhà kia thôi. Người ta cũng không có thời gian gột giàn hay gột cà phê đâu anh em nhé. Chim cực già rừng, hai vụ. Bộ khủng long lết lắc cầu cực kỳ dẻo. Bé chim này và anh em khai thác thêm, anh em gọi là cho thêm mồi tươi, cám ngon, phơi lắng, gọi là cho vào chế độ, cho lên lửa anh em, để anh em mà gột giàn của cà phê thì nó đi cái lết này cực kỳ hay luôn anh em nha. Găm dí, đảo cầu, lắc cầu cực kỳ tốt luôn. Mà con chim này nó lắc cầu nhưng lắc cầu người nó vẫn cứ thẳng tắp anh em, nó không bao giờ bị xuôi màu. Bộ thì to khủng, to nhưng mà nó dài anh em nhé. Nó không phải là to cục mịch đâu, mà đây nó to, nó dài. Con này 25cm, em sợ còn hơn ý. Nó dài nhằng luôn anh em ạ. Nó khủng long luôn. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em. Một bé chim sạch, anh em thấy phù hợp với túi tiền, phù hợp mẫu chim để anh em về anh em gột giàn cà phê như mà alo cho em nhé. Nói chung khẳng định với anh em, bé chim này mà anh em về gột lên thì hết lực chấm luôn. Bóng bộ khủng long luôn, chả con nào to bằng nữa. Siêu to khổng lồ. Một bé chim sạch, về anh em rèn rũa nó mới gọi là nó mới thể hiện được hết cái tố chất của con chim ra, anh em chơi nó mới thích. Còn con chim mà đã qua tay thợ gột rồi thì về anh em vừa, thứ nhất là vừa rất chia nhiều tiền, mà trong khi đó là anh em người ta cũng đã khai thác hết rồi. Đây một bé chim sạch, chưa được khai thác, chưa được rèn rũa gì. Về anh em khai thác thêm, nó sẽ càng ngày nó càng ra lết hay hơn nữa anh em nhé. Nó càng thể hiện hết cái tố chất của con chim. Đấy, bé chim này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 4.600.000 anh em nhé, 4.600.000. Anh em thấy phù hợp, thấy ưng mắt thì cứ như mày alo cho em. Nói chung là bóng bộ con này thì hết lực chấm luôn anh em, từ cái lết, từ bóng bộ. Săn sục, lắc cầu cực kỳ dẻo, bộ to khủng long, to dài. Cái clip em quay sơ qua cho anh em ưng thì cứ như mày alo cho em nhé. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em, xin một nút like, nút đăng ký kênh. Chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em nhé.